Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cũng có thể trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn đang có nhiều dự định lớn cho năm 2023 Quý Mão mà không biết rằng năm 2023 Quý Mão này có phải là thời điểm tốt để các bạn dự tính cho công việc hay là không đây, hãy khám phá tử vi cho tuổi Tân Tỵ trong năm 2023 này nhé. Để biết thêm chi tiết về những thuận lợi và khó khăn mà bạn phải đối mặt trong năm 2023 này là những gì, tử vi của tuổi Tân Tỵ trong năm 2023 này sẽ luận giải chi tiết cuộc sống của bạn về phương diện về tình duyên, học tập, công danh, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe. Qua đó bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan về tất cả những điều tốt xấu của mình trong năm Quý Mão 2023 này. Sau đây là phần luận tử vi cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2021 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao từ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ từ Tân Tỵ sinh năm 2001 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh từ Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mệnh trong năm 2023. Năm 2023 đánh dấu khá nhiều sự thay đổi đối với người tuổi Tân Tỵ, có thể về công việc, cũng có thể về chuyện tình cảm. Dù là gì đi nữa, với tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách, gia chủ sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ. Nên nhớ làm gì cũng cần nỗ lực và kiên trì tới cùng thì mới đạt kết quả tốt. Tránh tâm lý ngựa non háu đá, cản trở con đường thăng tiến của chính mình. Năm nay có nhiều ý tưởng sáng tạo mới lạ, có cơ hội thể hiện bản thân trong công việc, nhận được sự công nhận và ủng hộ của mọi người. Nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, tránh gây ra rắc rối, khiến vận may đi qua mất, khẩu thiệt thị phi. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng đối này trông đối nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong một lúc. Xét về vận hạn, năm Quý Mão 2023 Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái dương, vận hạn toán tận, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão gia chủ Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mệnh không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi và hạn kim lâu về địa chi. Tỵ gặp Mão bình hòa, ý chỉ cuộc sống khá nhàn hạ, không phải toan tính mưu sinh nhiều. Xét về mối quan hệ thiên can, tân âm kim gặp quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm nay, nhận gia chủ từ Tân Tỵ, nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ từ Tân Tỵ sinh năm 2001 cần chú ý tháng Quý Hợi, tháng 10 âm lịch, từ ngày 13 tháng 11 năm 2023 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ từ Tân Tỵ sinh năm 2001 và những ngày này cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mệnh. Trong năm 2023, nam mạng Tân Tỵ sinh năm 2001 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một các tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương là đệ nhất các tinh trong hệ thống cửu dựng niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nở lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến, sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 giờ đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng, vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đang viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có đức nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân giáng trần. Chuẩn bị đồ cúng gồm hương hoa, trà quả, nước trầu cau, 12 ngọn nến, linh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải là màu vàng, trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc lại.
chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có điều sao này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách. Cụ thể nên đeo những trang sức đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh, để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc, ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc Myanmar. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mệnh, năm nay gặp hạn toán tận. Chủ về tiền bạc cẩn thận hao tài ngộ trùng, có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải, vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây xát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Sau đó gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm, dự tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mệnh theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1 đón xuân bên gia đình, các gia chủ Tân Tỵ tiêu pha tiền bạc nhiều trong tháng này, cần chú ý những khoản chi tiêu không cần thiết. Tháng 2, công việc làm ăn kinh doanh buôn bán không được tốt như mong muốn, có người phá hoại. Tháng 3, đây là tháng trong họ hàng, có tin về việc thêm người thêm của. Tháng 4, sức khỏe trong tháng này không được tốt, chủ yếu là các bệnh về xương khớp, máu huyết. Tháng 5, sức khỏe của các gia chủ trong tháng này không tốt. Tháng 6, tháng có nhiều buồn phiền và tâm tư. Tháng 7, trong tháng này gia chủ tuổi Tân Tỵ có sự tiêu pha tiền bạc nhiều, ngoài ra nên lưu ý có thể mất mát nhiều tiền bạc của cải. Tháng 8, công việc gặp nhiều may mắn thuận lợi. Tháng 9, đây là tháng đón nhiều tin vui về việc hỷ tín cưới xin trong gia đạo. Tháng 10, trong gia đạo của gia chủ trong tháng 10, mối quan hệ tình cảm của các thành viên không tốt, ngoài ra cần cẩn thận di chuyển xe cộ. Tháng 11, tháng này có những mâu thuẫn bất đồng quan điểm với những người xung quanh, anh em bạn bè khó giải quyết. Tháng 12, trong tháng cuối năm, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mạng, gặp nhiều điều may mắn nên công việc gì cũng được lợi. Bên cạnh đó, chú ý đến lời ăn tiếng nói. Tổng kết tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, với tâm thế mong muốn sự thay đổi và tạo đột phá, tuổi Tân Tỵ nam mạng có cơ hội mở rộng làm ăn, hợp tác trong năm 2023. Có điều vạn sự khởi đầu nan, ban đầu gặp khó sau mới thuận. Lưu ý, luôn nhắc nhở bản thân phải kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, tránh tình trạng bỏ giờ giữa chừng, vừa tốn công sức lại vừa hao tổn tiền bạc. Về tài chính, năm nay mệnh chủ Tân Tỵ có quý nhân trợ giúp nên có cơ hội làm quen với những người có trình độ chuyên môn, nổi tiếng, có quyền uy, có thể có khả năng xuất hiện những mối quan hệ hợp tác thực chất, tăng thêm cơ hội có lợi nhuận, mang đến một khoản thu nhập không tồi. Với sự chỉ dẫn của quý nhân, mệnh chủ Tân Tỵ vẫn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính, ví dụ như kinh doanh nghề phụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Tài vận cũng khá, nhưng hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dẫn đến phá sản, kẻ xấu dẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Về sức khỏe, dù tuổi còn khá trẻ nhưng sức khỏe đang có dấu hiệu xuống dốc. Nam mạng Tân Tỵ hết sức giữ gìn, đừng chủ quan kinh suất mà gặp ngay hạn xấu, ốm đau liên miên, vừa phiền thân vừa tổn hao tiền của. Với những dự báo chi tiết về vận hung cát trong tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2023 nam mạng, bản mệnh phần nào nắm được vận khí toàn năm Quý Mão, từ đó chủ động đón lành tránh dữ. Nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc.
tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Về tình cảm, gia đạo, xem tử vi tình duyên năm 2023 của mệnh chủ Tân Tỵ sinh năm 2001, bản mệnh đào hoa không quá vượng. Những cô gái tuổi Tân Tỵ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái. Không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Sau nữ mệnh nên lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới. Bạn cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Với nam mạng chủ Tân Tỵ sinh năm 2011, mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về là số tử vi của tuổi Tân Tỵ trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.